giới thiệu mọi người một bình cam hồng này, cao 3m68 nha, kính 1m2 nhưng mà giờ còn 1m15. Đây quay đi anh, quay em nào thiện chí giá mềm nhất này, đến giao lưu rồi bây giờ bình nha. Đào đằng này đi con, không thể đào đằng này hình nha, đây nhìn mất ví này, ra đây. Tô Đồng Bình đây là khẳng định là đẳng cấp nhất Việt Nam này, to nhất nha. Tỉnh hoa quay xung quanh đi, quay xung quanh đi. Anh em liên hệ vào cái số 09114 nha, 519 nha, 49 đang đôi cấp bàn này nha. Đôi thứ hai là công vàng, đường kính 95 mà cao 2m95 luôn, 3m công vàng nha. Đôi này cũng thứ hai Việt Nam được, đôi kia số 1 đến số 2 nha. Anh em nào liên hệ cần học biết là cứ liên hệ không số điện thoại đạo cứ đứt ở đây kìa, 0914159. Đấy, quay đi làm video ngắn đi. Nha. Hello, chào mọi người nha.